À nhá. Hi. Hello. How are you? I'm good. How are you? Thank you. Hi. Đền thượng nhá. Di tích văn hóa. Đó. Chúng ta đang đi giữa rừng. Thời tiết này rất là đẹp, không khí mát. Đấy. Đây là lứa đường lát đá nhá. Đây là chỗ này là đường bằng phẳng cho nên là chưa có bậc. Đi nữa bắt đầu lên bắt đầu mới có bậc. Đi lên ngắm cảnh thiên nhiên. Đây là đang lên khu vực đền thượng nha. Đấy, các bậc đá này. Đá này. Tuyệt vời luôn. Đấy. Đến sách cho. Đừng đi dồn dập, đi phải nhẹ nhàng, bình tĩnh. Cứ phải đi ít một, chỉ nó mới không mệt. Chứ đi hoào mệt ngay. Cứ bước một, sắp đến nơi được nửa đường. Còn lại đến Hùng, nó thì sợ. Lên đi. Mai kia phải hiêu lên đây gánh hàng thuê là treo mỡ. Đây còn người ta có cái đường ấy ra nữa mà. Đấy như cái bước này còn dễ nè. Nha. Em đi liệu kiểu ok không? Vâng, bác cứ cố gắng này, sắp lên đây rồi. Cố gắng lên đây rồi. Cứ đi bình tĩnh thôi. Đang quay. Cái chấm tròn tròn ấy. Bên cạnh nút giường đi là chụp đấy. Đâu? Đây á? Rồi. Này, tí nữa lên ở khu dưới này là không phải đâu nhá. Khu dưới này là mới ấy thôi. Tít trên cơ. Cái chỗ nó hẳn ở ngoài. Rồi, hẳn ngoài trời, ngoài kia. Ngoài có cái tượng to tướng này.
đỉnh này là đỉnh cao nhất mà. Không, bên đỉnh Bác cao hơn chứ. Không, tức là đỉnh cao hơn đến Hồng Huy, đang cao sánh. À. Hồng Huy là đỉnh cao nhất. Thế còn Phan Xi Păng, cao hơn Phan Xi Păng à? Không, cao hơn Phan Xi Păng. Phan Xi Păng nó có cáp treo. Lên đi. Không kéo đâu, cái này không kéo đâu. Ở đây đầu tư cái cáp treo nhỉ? Cáp treo thì còn để gì? Người ta đi lễ là người ta phải leo. Thế không, thấy anh vẫn ngon không? Anh có phải đi sau để anh che chắn cho em. Trời, lúc này ngon còn đi ngoài đường anh phải đi đằng sau. Nhưng mà anh lùa, anh dồn mà đi nhanh như trước mà em lại không hiểu. Em lại tưởng là thế nọ kia. Anh có tâm anh chờ thì anh phải chờ cho người ta đi. Người sau ta, anh được đi. Người ta đi đằng sau để người ta bảo vệ. Anh này bỏ sơ ra anh lùa. Rong hai đây mà cái kia chứ. Tiếp tục các bậc đá, leo các bậc đá, có ánh nắng mặt trời xuyên này. À, khách du lịch quốc tế đến với đền thượng Núi Ba Vì ấy. À, đây các bậc này. Lên. Giờ. Yeah. Ờ. Hai bên rừng nguyên sinh. Nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu về dự lễ hội Tản Viên Sơn tháng Thánh 15 tháng Giêng năm Kỷ Hợi 2019. Bàn thờ Đức Thánh Tản. Tiếp tục đường lên mẫu tự thiền 50 mét nữa.
Đây nha, còn 50 mét nữa lên đến đền Mẫu nhá. Rồi. Một cái khe này. Đấy, leo nhá. Lên đền Mẫu đây. Cầu xin Mẫu hôm nay phù hộ cô này. Cô nó dọa từng đường này. Ồ, những tảng đá này nhá. Thấy chưa, cao chưa? Xanh luôn. Tại đang mát lạnh. Không. Một chút mà. Đấy, sông Đà nhá. Đây, lên đến khu vực lễ chính đây. Đấy. Đấy, rừng này. Rừng. Bên này đường này. À, bên này đường, bên này đường. Đỉnh Mẫu Ba Vì 1227 mét. Các bạn xem video nhớ bấm vào đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhé. Mình xin cảm ơn.